Từ lâu, những bộ phận của sen đều được dùng phổ biến vì rất tốt cho sức khỏe, vậy tâm sen có tác dụng gì? An thần, chữa mất ngủ. Tâm sen vị đắng, tính lạnh nên giúp hạ hỏa, nhờ đó làm tiêu tan căng thẳng, chữa mất ngủ, giúp ngủ sâu và ngon hơn. Đồng thời trong tâm sen chứa các chất có công dụng ổn định giấc ngủ và kéo dài chúng. Vì vậy, khi bị mất ngủ, bệnh nhân sử dụng tâm sen sẽ cải thiện được tình trạng bệnh. Giúp thanh nhiệt và chữa bí tiểu. Trà tâm sen có tác dụng thanh nhiệt và chữa bí tiểu rất hiệu quả tác dụng này chính là nhờ công dụng giải nhiệt an thần của tâm sen tuy nhiên bệnh nhân không nên lạm dụng khi sử dụng tâm sen để thanh nhiệt và chữa bí tiểu vì nếu sử dụng quá mức sẽ dẫn đến hiện tượng hư hàn hỗ trợ điều trị tăng huyết áp rối loạn nhịp tim. Tâm sen có tác dụng hạ huyết áp nhờ vào việc làm giãn cơ trơn thành mạch. Tâm sen còn giúp phòng ngừa rối loạn nhịp tim, chống oxy hóa, cải thiện thiếu máu cơ tim, cải thiện lưu lượng tuần hoàn động mạch vành. Vì vậy mà tâm sen có tác dụng rất tốt đối với người bị tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim, chữa ù tai, dị tinh và mộng tinh. Tâm sen là một thành phần quan trọng trong các bài thuốc chữa ù tai, dị tinh, mộng tinh, phòng ngừa xuất huyết. Trong tâm sen có chứa quercetin và flavonoid, khả năng cải thiện sức bền thành mau mạch và giúp kiểm soát chảy máu. Nhờ đó, trà tâm sen đặc biệt hiệu quả trong việc chống xuất huyết. Hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường, thức uống này giúp kiểm soát lượng đường trong máu khá tốt và hỗ trợ hiệu quả cho những người đang mắc bệnh tiểu đường. Với hoạt chất alkaloid trong tâm sen, loại trà này có công dụng trong việc giảm thiểu sự gia tăng glucose sau bữa ăn. Ngăn ngừa trầm cảm, Thành phần trong trà tâm sen có đặc tính an thần, giúp bệnh nhân thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ chống trầm cảm. Hỗ trợ tiêu hóa, trà tâm sen chứa nhiều chất xơ nên giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, do đó loại trà này là một lựa chọn phù hợp với những người có vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra tâm sen còn có tác dụng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và crap, từ đó làm giảm lượng chất béo tích tụ trong cơ thể. Chất ellagitannin có trong tâm sen cũng sẽ có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất nên có khả năng giúp bệnh nhân giảm cân vậy thì dùng tâm sen lâu ngày có được không dược sĩ kim phụng cho biết vì tâm sen có vị đắng tính lạnh nên những người thực nhiệt uống vào thì hạ hòa trong người sảng khoái ngủ được ngược lại trường hợp người hư nhiệt uống vào cũng ngủ được nhưng về lâu về dài sẽ bị mệt mỏi mất trí nhớ và tim đập thất thường do vậy nếu muốn sử dụng tâm sen phải nhớ đến thầy thuốc đông y có uy tín để được bắt mạch và kê đơn uống cho phù hợp với cơ địa